Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình để xem được những cái video mới hơn của mình. Rất là bổ ích, mình làm chuyên về máy móc và công cụ. Không, tại cái gối nó đầy, nó không hút á. Cái gối nó hơi đầy, nó không hút á. Nó bỏ nguyên đóng vô là nó hút hết. Biết rồi. Ngừng máy dặn ốc lại. Dạ. Ngừng máy là tháo ốc ra em dặn lại cái được. Nó còn là nguyên đóng vậy luôn. Để mình hút là nguyên đóng luôn. Dặn một lít bự mà. Không. Lấy một lít lớn nhất cái đồng vỏ á. Anh dặn ra đi. Tại nó bị sổ ốc trong đó đó. Ốc nó xíu không chặt á. Anh có kèo sắt không anh? Chấm vô miếng nữa là thôi hết chạy ra luôn. Chạy nó rung á. Dạ biết rồi. Xong rồi là được kêu bà đưa tiền. Cái này bảo dưỡng nó dễ, còn cái kiểu mà mấy Trung Quốc nó làm mà khó chịu lắm. Cái này tháo ra phải có kiềm sắt chấm chuồng ốc cái là dính luôn à. Nó nhôm á, nhôm chính kiềm sắt cái là dính cứng ngắc luôn. Dặn mình cũng như không. Lấy mỏ lết lớn hay gì mua lấy cái mỏ lết nhỏ chứ. Ống đề cập cái ống 90 đã rồi dùng ống này tới 104 phải không? 114. 114. Nó không nghẹt. Thì nó kêu ống chẻ đường ớp vô. Chẻ đường hay này nè, chẻ đường gì đó, đợi mấy ông làm luôn có đã chết rồi. Ở đó rồi đề nghị chi đó. Không, ông yêu cầu là ông phải thả vô đóng, mà ông thả vô đóng là ông nhỏ nó người nghẹt ngay cái đầu á, nó hay nghẹt á. Ông không chịu. Ông đòi làm ông lớn. Ông dài vậy đưa vô cái trong coi nó đung ra cái lớn. À. Trong này là cái cánh này nè để nó mở cho gọn bay vô hoặc là nó đứng lại nè. Nó giữ cho cái ben nó cứng lại, con ốc nó để giữ cái ben cứng lại. Ốc này để giữ cái ben cứng lại thôi. Máy này dễ sửa chữa. Chết rồi. Hả? Dạ. Chết rồi. Chết keo hả? Chết rồi, nó không nhúc nhích rồi chết rồi còn nữa. Chết queo rồi. Chết sao sao cuốn sống trời. Chết rồi. Cuốn sống, nó lửa lên. Thôi lửa nó cũng đâu có ra đâu. Nó có đốt luôn á. Nó là lại dạng silicat nè. Cái kèm sắt nó dạng silicat nó cứng. Được không anh? Hồi xíu thấy đeo vào vậy. Trong tủ điện này xài cái này nó xài inverter. Không có keo không vậy? Sao nó lỏng lì vậy ta? Cầm máy thì máy hả? Bên
Vậy hả? Kỳ á. Rồi đóng rồi, đóng nắp lại. Đó ngốc nó giữ gửi bên thôi. Chắc ông kiếm không ra kêu đâu. Không ra kêu à. Rồi. Máy sử dụng cục này là biến cục biến tầng này, inverter này, tăng giảm tốc độ, động cơ quay này. Sử dụng điện 3 pha 308. Nếu mà nhà không có điện 3 pha sử dụng 1 pha. Tốt nè. Đó, có quạt hút. Có quạt hút hút tủ điện. Quạt hút tủ điện. Rồi đậy cái nắp lại cho mấy ổng hút tiếp coi. Quánh thằng mới còn ấy, hết rồi. Còn xăng lại đó. Bài hút tụ điện. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình nha.